Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh YouTube và Facebook của Hoàng Lam Audio. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em một mẫu lọc xì mang thương hiệu ADC và có model là SS450X. Em này thì cực kỳ là khủng rồi, rất là hiếm trên thị trường của Việt Nam anh em nhé. Hôm nay bên em vừa mới cập bến được một em lên muốn giới thiệu đến anh em. Em này có kích thước ngang là 43.5, cao 14 và sâu 32 cả đầu cần anh em nhé. Em này máy chạy điện 100 và 120V, công suất tiêu thụ là 30W anh em nhé. Em này sở hữu được một cái đèn nước rất là to, dài thì từ 16 này đến 32.000 Hz. Em này thì sở hữu 20 cần chỉnh độ lập từng kênh em nhé, cộng trừ biên độ của nó là lên đến 15 dB này. Thêm hai tính năng nữa là có hai cái volume to nhỏ của từng kênh giúp anh em hiệu chỉnh ghép vào các cục bao rất là dễ. Đấy. Đèn nước thì cực đẹp rồi. Em này có thêm một cái tính năng dì vợt này, anh em nhìn này, nghe như tiếng nghe 3D. Nếu mà anh em muốn sử dụng cái tính năng 3D đó thì anh em nhấn cái nút on off đã và hiệu chỉnh cái muốn cái độ dì vợt tiếng vọng ấy, nó nhiều thì anh em tăng volume lên nhé. Khi tăng thì đồng thời cái hai cái đèn 3D này nó sẽ full kín màn hình của hai cái đèn đó. Còn anh em muốn để nó nháy đẹp thì anh em nghe nó vừa phải thì nó cũng không bị vọng lắm, thì mở nó vừa phải là rất là đẹp đó. Em này thì cũng như các em lọc ADC khác là sử dụng được ba cọc kết nối đầu vào. Trong cái tổ hợp monitor này thì có một đường sao và hai đường tép 1, tép 2 anh em nhìn nhé. Ấn tép 1, tép 2 này là có thể chọn kênh. Đó. Hai tính năng này là bật đèn hình này, màn hình nước đó. Còn anh em muốn cái đèn nước này nó cao thấp thì anh em chỉnh vào nút là master này. Đấy, full. Khi mà anh em không muốn nó nháy thì ấn nút on này, nó giữ đúng cái chế độ nó đang nháy thì nó dừng lại. Em này thì rất là hiếm anh em nhé, nên anh chị em nào mà quan tâm thì có thể nhanh tay đặt hàng giúp em. ADC 450X anh em nhé. Sở hữu size rất là lớn. Em sẽ quay qua nội thất. Giá thì cũng không hề rẻ, nên là anh chị em nào mà thực sự quan tâm thì có thể alo trực tiếp giúp em theo số điện thoại là 0981 956 486. Đây ạ. Nội thất là rất là kinh khủng. Em này là hàng Nhật xuất vào thị trường Mỹ anh em nhé. Máy chạy điện 100 và 120V, rất là sáng. Anh chị em nào mà cần ảnh nội thất chi tiết thì có thể kết bạn với em theo số điện thoại em đã đọc trên video và ghi ở trên màn hình. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Em sẽ quay qua một lần nữa góc cạnh. Còn chất âm thì với ADC thì không phải đánh giá quá nhiều về cái độ sạch cũng như là độ mạnh mẽ của các em ADC nữa rồi. Thì trên kênh của em có quá nhiều các cái em lọc Mỹ. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái sản phẩm nào của lọc Mỹ thì có thể vào sâu trong kênh để xem các cái video bên em đưa lên. Rất rất nhiều các cái mẫu, các cái model của các em lọc Mỹ. Đây em quay tổng thể. Size rất là lớn, dày, chất âm thì không phải nghĩ, tất cả đều có led đầu cần nhé. Sản phẩm này thì bên em rất là ít nhập được, vì là thứ nhất là giá nó cũng khá là cao, thứ hai là dòng này không phải dễ mua anh em nhé, không phải có tiền cũng mua được, nên anh chị em nào mà có nhu cầu thì nhanh tay giúp em, giá khá là cao và rất là hiếm, phiên bản này rất hiếm, 450X.
rất là hiếm anh em nhé. Anh chị em nào mà xem video mà quên chưa nhấn vào đăng ký kênh thì nhấn giúp em vào đăng ký kênh để được cập nhật các cái sản phẩm mới nhất bên em luôn gửi đến anh chị em hàng ngày. Một lần nữa Hoàng Lam Audio xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Hoàng Lam Audio. Chào các bác ạ.